Chúng ta đã học xong quyển 1 thì Đức Phật đã chỉ cho chúng ta thấy được cái tánh chân thật ở nơi chính mình, cho mọi người đều có thể hiểu ra được nơi chúng ta có cái tánh chân thật và cần phải nhận ra cái tánh chân thật đó để mà sống, để mà tu. Và cái tánh chân thật đó được gọi là cái tâm hay là cái chân tâm của chính mình. Thì mọi người đều có cái chân tâm hết mà không hay. Và Đức Phật nói cho chúng ta rõ ra được cái chân tâm đó và sống được bằng cái chân tâm thì sẽ không có phiền não nữa, sẽ có không có sự khổ đau nữa. Chúng ta biết một cách đại khái về cái chân tâm. Bây giờ tới quyển thứ 2 thì Đức Phật mới dạy A Nan. Bây giờ A Nan và đại chúng nghe Phật chỉ dạy thân tâm nhẹ nhàng, nghĩ rằng từ nào đến giờ đã làm mất cái bản tâm mà nhận làm cái phân biệt bóng dáng trên trần cảnh làm tâm. Giờ đây được khai ngộ, khác nào như trẻ con mất sữa bỗng gặp được mẹ hiền. Ông chắp tay lễ Phật, nguyện xin Đức Như Lai nói rõ ra ở nơi thân tâm về cái chân, cái vọng, cái hư, cái thực và cái sinh diệt cùng cái chẳng sinh diệt hiện giờ để làm sáng tỏ hai tính. A Nan nghe Đức Phật đã dạy như vậy rồi thì thân tâm A Nan và đại chúng đều nghe nhẹ nhàng. Khi mà mình hết cái mê lầm rồi, hết cái ngu si rồi, thì mình nghe như con người của mình đó, nó trút đi được cái nặng và nó bốc lên, nó làm cho chúng ta trở nên thơ thới hơn, trở nên nhẹ nhàng hơn. Giống như chúng ta đã buông xuống được cái gánh nặng rồi thì chúng ta nghe nhẹ hửng vậy đó. Chúng ta trút được cái ngu mê của mình rồi, cái lầm lẫn của mình rồi thì chúng ta cũng cảm nghe nó nhẹ tưng vậy đó. Cho nên cái bước chân của mình nó sẽ thanh thoát hơn, nó sẽ nhẹ nhàng hơn và nhìn cảnh vật nó yêu đời hơn. Thì thân tâm của A Nan và đại chúng được nhẹ nhàng vì trừ được cái mê của mình, nghĩ rằng từ nào đến giờ đã làm mất cái bản tâm. Nghĩ rằng từ hồi nào tới giờ đã làm mất cái bản tâm. Mình có cái bản tâm mà mình làm mất cái bản tâm, đó là một cái việc mê lầm lớn nhất. Và cái điều này như vua Trần Thái Tông của chúng ta đã ngộ ra về cái đánh mất cái bản tâm. Cho nên Ngài sau khi mà Ngài ngộ được cái bản tâm rồi thì Ngài làm cái bài kinh sám hối để cho chúng sinh cùng sám hối, để cho trừ cái mê mà nhận ra được cái mang tâm. Vì mê cái bản tâm cho nên mới bước lầm, mới đi theo tham ái sa hầm hổ ma, giống như Ngài A Nan vậy đó. Bây giờ ngộ biết mình có cái bản tâm rồi thì đó là coi như nhận ra được một của quý vô giá, mà nhận làm cái phân biệt, đánh mất cái bản tâm mà nhận làm cái phân biệt bóng dáng trên trần cảnh làm tâm. Có cái bản tâm mà không hay không biết, để rồi nhận làm cái phân biệt bóng dáng trên trần cảnh làm tâm. Cái tình trạng này xảy ra rất nhiều với chúng ta, coi như người thế tục hay kẻ xuất gia gì cũng bị sai lầm về cái điều này, chứ không phải chỉ là người thế tục thôi. Người thế tục sai lầm đã đành, nhưng mà cái người xuất gia của chúng ta cũng sai lầm.
nhận làm cái phân biệt bóng dáng trên trần cảnh làm tâm, nhận làm cái phân biệt bóng dáng trên trần cảnh đó làm tâm. Cho nên chúng ta không lạ gì có những người đã xuất gia rồi, làm tăng rồi mà vẫn còn làm cái phân biệt bóng dáng trên trần cảnh, lấy đó làm tâm. Cho nên rồi theo những cái phân biệt bóng dáng trên trần cảnh này, lấy đó để làm sự nghiệp, gọi là tu hành. Có không? Có rất nhiều lắm. Nói xin lỗi chứ các vị mà nhận làm cái phân biệt bóng dáng trên trần cảnh làm tâm đó, đó là thường xảy ra với các thầy tu mà làm đám làm xám tán tụng. Đó là nhận làm cái phân biệt trên bóng dáng trần cảnh để làm tâm, rồi lấy đó làm kế sống luôn. Như vậy là làm hoàn toàn về cái bản tâm của mình, chỉ lấy cái phân biệt bóng dáng trên trần cảnh mà làm cái tâm của mình, rồi vui buồn ở trên đó, rồi sống ở trên đó luôn, kiếm tiền cũng ở trên đó. Tức là bằng cái phân biệt bóng dáng trên trần cảnh, lấy đó làm kế sống. Cho nên nói rằng tu, chứ thực ra có tu gì đâu, vì hoàn toàn là sống trên cái tâm phân biệt sai lầm, cái tâm giả mà không biết, ngỡ rằng đó là cái tâm của mình, ngỡ rằng đó là cái chân thật, nhưng không ngờ đó là cái giả dối, là cái bóng dáng. Cho nên rất là uổng cho cái đời xuất gia của mình, cái đời làm tăng của mình. Tu như vậy đó, làm sao mà mình giác ngộ, làm sao mình giải thoát được? Cho nên chúng ta cần phải hiểu rõ cái điều đó và tránh đi cái sai lầm này, một cái sai lầm rất lớn chứ không phải là nhỏ đâu. Cái người đời họ không hiểu thì họ sai lầm là phải, nhưng mà mình là người tu rồi, đã có nghe Phật dạy rồi, mình phải biết đâu là cái thật, đâu là cái giả. Và cái điều này rất là đơn giản, nhưng mà chúng ta lại không có chịu nhận ra. Có nhiều người tu cả đời rồi mà không biết thế nào là thật, không biết thế nào là giả, lầm giữa cái thật và cái giả, giữa cái giả và cái thật, mà không biết cái nào thật, cái nào giả, làm sao mà tu. Không biết cái thật, cái giả, tức là không có gì, là không có trí huệ. Người có trí huệ là giả biết là giả, thật là biết là thật, mới là có trí huệ. Còn giả thật mà mình không biết thì như vậy là mình không có trí huệ. Và cái chỗ giả thật này nó đơn giản lắm, nhưng mà nhiều khi chúng ta lại lầm. Đối với thế gian thì chúng ta phân biệt đồ giả đồ thiệt rất là hay, nhưng mà khi chúng ta đi tu rồi không biết sao mình trở nên ngu ra, cái giả cái thật mà mình cũng không biết nữa. Chứ còn ở xã hội á, ai mà đem đồ giả mình gạt mình, đem đồ giả gạt mình dễ gì mà gạt, phải không? Mình biết rất là rành, rất là rõ, mình rất là khôn. Nhưng mà tới chừng đi tu rồi, mình mất cái khôn đó rồi, cái giả mình cũng không biết, cái thiệt mình cũng không biết luôn. Giả thiệt không có phân ra. Chúng ta có như vậy không? Có. Cái tâm nào giả, cái tâm nào thiệt chúng ta cũng không biết nữa. Nhưng mà nó rất là đơn giản. Cái giả là cái khi có, khi không, khi còn, khi mất thì gọi là giả. Còn cái thiệt là cái mà nó còn hoài, nó không hư, nó không hoại, nó không mất, xài hoài, đời đời không có hư, thì đó gọi là đồ thiệt. Thấy không? Đồ thiệt, đồ giả nó dễ dàng vậy thôi. Giống như vàng mà gọi là vàng giả là gì? Bữa nay nó vàng nhưng ngày mai nó trắng. Bây giờ ở ngoài lửa thì nó vàng, nhưng mà vô lửa thì nó trắng nát, thì đó là vàng giả rồi. Còn cái vàng mà ở ngoài nó cũng vàng, vô lửa nó cũng vàng, bây giờ nó cũng vàng,
cả đời sau nó cũng vàng, lúc nào nó cũng vàng hết, thì đó gọi là vàng thiệt. Như vậy cái thiệt cái giả nó dễ hiểu vậy đó. Nhưng mà chúng ta cũng không hiểu nữa, đúng không? Đó là cái điều hết sức là đáng tiếc. Như bây giờ chúng ta coi lại coi, trong cái thân của mình cái nào là giả, cái nào là thiệt, chúng ta biết không? Cái thân của mình á, trước hết cái thân của mình nó là giả, nó là thiệt. Nó là cái giả, hồi nào nó có bằng cùm tay cùm chân à, mà bây giờ nó bị lớn vậy đó, tức là nó có sự thay đổi quá chừng. Thì cái mà có thay đổi vậy là sao gọi là thiệt được? Rồi bây giờ á, thì lớn mạnh như thế này, nhưng mà thời gian sau thì nó trở nên nó teo tóp, nó trở nên lùn thấp hơn, nhỏ hơn, nhẹ hơn, nó chỉ còn có như cái bộ xương thôi. Thì cái thân này như vậy nó có thay đổi như thế thì nó có thiệt được không? Không thiệt, nó phải giả rồi. Nó có thay đổi vậy là cái thân mình là giả rồi, đúng không? Có vậy đó mà chúng ta cũng không biết nữa đó. Nó khi vậy, nó khi khác thì nó là giả thôi. Và chúng ta hãy coi lại về các vật chất xung quanh mình, có cái vật chất nào mà là thiệt không? Cái vật chất nào rồi nó cũng hư cũng hoại, nó cũng tan quan hết, dù là vàng đi chăng nữa, nó là thiệt đó, vàng thiệt đó. Nhưng mà vàng nó có bị hư hoại không? Có, người ta có thể phân kim nó, từ một cục vàng nó thành ra một cái chai nước thì nó đã biến rồi, biến dạng rồi, thì nó giả rồi. Người ta có thể nấu nó thành tan, tan ra thành nước, chảy ra, thì nó là đồ giả rồi. Cho nên không có cái gì gọi là thiệt ở trên thế gian này hết trơn. Và kể cả trái đất này cũng vậy nữa. Trái đất này có thiệt không? Trái đất này nó bị bể ra, nó bị nứt ra, nó bị lũng ra, nó bị sụp đất, nó bị thay đổi không biết bao nhiêu lần rồi. Nó không có giữ nguyên si như khi hồi mới thành lập nữa. Như vậy trái đất này có thiệt không? Không thiệt, trái đất này là giả. Thì những cái thứ ở trên trái đất này có thứ nào là thiệt không? Những thứ trên trái đất này có cái gì là thiệt không? Không có gì là thiệt hết. Ngay cả cái núi Hy Mã Lạp Sơn là cái núi mà lớn nhất ở trên thế giới, cao nhất trên thế giới, được gọi là nóc nhà trên thế giới. Nhưng mà qua cái lần động đất ở Nepal rồi thì núi Hy Mã Lạp Sơn nó sụt xuống 4 thước. Như vậy cái núi đó có bị thay đổi không? Bị thay đổi thì nó giả, nó thiệt. Nó giả rồi, ngày nào nó có thể mất tiêu luôn. Cho nên không có gì bền ở trên trái đất này hết. Khi mà trái đất này là một thứ mà không bền, lúc nào đó trái đất này nó bể ra, nó vỡ tan, thì những thứ trên trái đất có thứ nào còn không? Không có thứ nào còn tồn tại hết. Tất cả nó trở thành tro bụi hết. Thì như vậy nó là đồ giả không à. Chỉ mai ra là có cái hư không, là không mất thôi. Dù tình huống như thế nào, hư không cũng vẫn không mất. Hư không cũng già là hư không. Thì có cái hư không nó là thiệt thôi. Còn tất cả các thứ đều là giả hết. À, chuyện đó, giả thiệt là như vậy đó. Nhưng mà chúng ta lại không hay không biết. Tại sao? Tại vì chúng ta mê quá. Chúng ta bị che mù đi, cho nên chúng ta không có biết cái thiệt cái giả gì hết. Là do cái lòng tham của mình nó che mờ cái trí huệ của mình, cho nên là giả không biết, thiệt không hay. Rồi tới chừng khởi tu thì cũng tu bằng cái thứ giả, không biết tu bằng cái thứ thiệt. Mà tu bằng thứ giả thì thành cái gì? Không thành gì hết. Mà nếu gọi là thành thì thành ma, thành quỷ thì có, chứ làm sao mà thành Phật được, thành Thánh được.
Cho nên cái chuyện đơn giản giả và thiệt thôi mà chúng ta chưa biết nữa rồi làm sao mà tu, phải không? Có những người tới cái bậc hòa thượng rồi vẫn còn chưa biết cái thiệt cái giả ra sao nữa, thì có trí huệ chưa? Chưa. Trí huệ là để biết được cái nào thiệt, cái nào giả. Ma đến thì hiện ma, hồ đến thì hiện hồ, thứ nào đến thì hiện ra nguyên hình thứ đó ở trước mắt người tu, thì như vậy mới là người có trí huệ. Còn ma tới mình tưởng là Phật, Phật tới mình tưởng là ma, cái thấy như vậy có trí huệ không? Không có trí huệ, và nhất định mình sẽ bị ma nó hốt hồn mình thôi. Mình sẽ đi vào con đường ma chứ không thể đi vào con đường Phật được. Cho nên chúng ta phải hiểu như vậy đó, để mà chúng ta phải xác định được cái sự thật, đâu là sự thật, đâu là cái giả. Phải phân biệt cho rõ được cái điều này. Dù rằng Đức Phật không cho mình nhận làm cái phân biệt bóng dáng trên trần cảnh làm tâm, nhưng mà nếu mình không có biết được cái nào thiệt, cái nào giả, thì mình sẽ không được, mình sẽ bị rơi vào trong cái con đường xấu ác, bị sa đọa. Nên như là cái tâm phân biệt nó là giả mà chúng ta không biết, chúng ta lại sống bằng cái tâm phân biệt thôi. Cho nên khi chúng ta như làm tri khách ở nhà chùa, khách tới thì chúng ta xem tướng của khách, coi coi thuộc về giàu hay nghèo, thuộc về hiền hay dữ, chúng ta phân biệt tốt hay là xấu, thì những cái phân biệt đó có thật là đúng không? Không đúng. Dễ trật lắm. Cho nên chúng ta dễ bị sai lầm về cái chuyện phân biệt như vậy, vì nó là phân biệt bóng dáng. Cái bóng dáng này đâu có thiệt, cho nên chúng ta phân biệt ở trên cái bóng dáng là phân biệt không có thiệt. Trên trần cảnh thì trần cảnh làm tâm, cái trần cảnh giữa này cũng không có trần cảnh nào mà thiệt hết trơn á. Các vị có thấy cái trần cảnh nào thiệt không? Không. Dù cái trần cảnh mà cảnh Phật đi chăng nữa cũng không thiệt nữa, chứ đừng nói là cái cảnh Ta Bà này, làm gì có cái cảnh nào là thiệt. Không có cảnh nào thiệt hết, nó luôn luôn thay đổi, cứ thay đổi hoài thôi. Không có trần cảnh nào mà thiệt hết trơn á, mà mình lại phân biệt ở trên cái bóng dáng của trần cảnh, lấy đó làm tâm thì làm sao mà thiệt được. Đó là cái tâm giả mà chúng ta không hay, không biết. Và phải nói rằng một cách rất là đáng tiếc, cho tới đáng tiếc, đau lòng, là chúng ta đã lầm nhiều quá về cái tâm giả của chúng ta. Có phải từ đó tới giờ chúng ta dùng cái tâm giả mà chúng ta sống không? Bằng cái tâm giả mà chúng ta sinh hoạt không? Bằng cái tâm giả mà chúng ta đi tu không? Bằng cái tâm giả mà chúng ta hành đạo không? Toàn là dùng đồ giả để mà hành đạo không à. Cho nên hành hoài mà không thấy đạo ở đâu hết trơn á. Cái gì thấy rõ cái điều đó chưa? Cho nên mình tu lâu lắm mà chúng ta vẫn chưa bớt phiền não, vẫn chưa hết phiền não, là tại vì bằng cái giả mà tu mà làm sao tiêu trừ được cái phiền não được, đúng không? Chuyện đơn giản nó là vậy thôi, chứ không phải cái gì mà sâu sắc lắm đâu. Nếu mà chúng ta khéo biết được cái giả cái thiệt thì chúng ta tu lẹ lắm, chúng ta không có bị mắc hổm về cái ngoại cảnh ngoại trần nữa, không bị mắc hổm bởi cái tâm giả mạo của chúng ta nữa, không nghe cái tiếng tâm nó rì rầm, nó thủ thỉ với mình nữa, nó xúi giục mình nữa. Nó có cái chuyện đơn giản vậy thôi đó, nhưng mà người tu của mình
rất ít người để ý tới quá, cho nên thiệt là tội nghiệp. Bỏ cái bản tâm mà nhận lầm cái phân biệt bóng dáng trên trần cảnh làm tâm, giờ đây được khai ngộ khác nào với trẻ con mất sữa bỗng gặp được mẹ hiền. A Nan thưa lên cái lời như vậy đó, chúng ta thấy hết sức là tội nghiệp cho A Nan, mà cũng rất thương A Nan là con người biết cái lỗi của mình rồi và biết được cái lợi ích khi mà mình được giác một chút, hiểu ra được một chút. Bây giờ thì A Nan chưa thực sự giác ngộ, nhưng mà có hiểu ra được một chút, có tỉnh và nói lên về cái sự thật mê lầm của mình như thế, và được Đức Phật cho uống sữa như thế này, cho nên ông rất là mừng. Khác nào như trẻ con mất sữa bỗng gặp được mẹ hiền. Ông chắp tay lễ Phật, nguyện xin Đức Như Lai nói rõ ở nơi thân tâm về cái chân cái giọng. Bây giờ mới cầu Đức Phật nói rõ hơn nữa ở chính ngay cái thân tâm này, cái nào là chân, cái nào là giọng. Chân tức là cái thật, cái giọng tức là cái giả. Cái nào là thật, cái nào là giả ở chính nơi mình. Chúng ta phải nhận ra cái thật và cái giả ở nơi mình, cái hư và cái thật, tức là cái giả và cái thật ở nơi mình, và cái sinh diệt cùng cái chẳng sinh diệt hiện giờ, và cái nào là cái sinh diệt, cái nào là chẳng sinh diệt hiện giờ, để làm sáng tỏ hai tính. Hai tính tức là vô thủy, cái tam than duyên đó, cái sinh tử vô thủy và cái bồ đề niết bàn vô thủy, để làm rõ lên hai cái tính đó. Đây là một câu hỏi rất là quan trọng. Chúng ta tu là chúng ta cần phải rõ biết cái việc này, cần phải thấy rõ ở nơi mình có cái gì là thiệt, có cái gì là giả, thì chúng ta phải biết những cái điều đó cho thật là rõ ràng để mình sống mà mới biết tu được. Còn nếu cái thật cái giả mà chúng ta không phân được thì chúng ta đừng có mong chúng ta tu. Giống như là chúng ta là một cái người giúp việc cho một gia đình, chúng ta đi chợ cho gia đình mà chúng ta không biết cái nào là thiệt, không biết cái nào là giả, chúng ta mua nhầm lẫn hết, biểu cái này mua cái kia, biểu cái kia mua cái nọ, thì chúng ta liệu có thể làm việc được trong gia đình đó không? Chúng ta sẽ bị mất nghề, chúng ta sẽ bị thất nghiệp thôi, phải không? Cho nên phải biết rõ cái nào thật, cái nào giả. Cái điều đó là cái điều hết sức là cơ bản. Và nhất là chúng ta tu, chúng ta cần phải xác định rõ cái điều đó. Cho nên chúng ta lặp lại về cái điều căn bản này, là khi chúng ta để mà tu á, thì phải biết cái nào là chân, cái nào là giọng, cái nào là hư, cái nào là thật, cái nào là sinh diệt, cùng cái nào chẳng sanh diệt. Chúng ta phải biết rõ cái điều đó ở nơi chính mình. Và trong đây, trong một số chúng đông như thế này, ai là người hiểu được cái điều này? Ai là người thấy được cái điều này ở nơi chính mình? Chúng ta cũng có thể hiểu một cách mang máng, còn hiểu mà cho nó chính xác, nó đúng mức, thì cái phần này hình như rất là hiếm. Cho nên nhiều khi á, mình học Phật Pháp rồi mình dạy cho người ta nữa, dạy cho ta rất hay, nhưng mà chính bản thân mình cũng không biết rõ về những cái điều này nữa.
Cho nên có nhiều khi mình nói dốc như người ta mà mình cũng không biết nữa, vì mình đâu có thấy thật đâu. Cho nên nói về những cái không thật là gọi là nói dốc rồi, phải không? Mình ăn nói nó có vẻ môi miếng, cho nên nó như là lanh lợi lưu loát lắm, thì tưởng đâu mình có trí huệ, nhưng mà chẳng có trí huệ gì hết, chỉ có trí tệ mà thôi. Nên cái hạng này xảy ra rất nhiều trong cái giới tu hành của chúng ta. Học ăn học nói thì dễ, nhưng mà học để thấy rõ cái chân thật của mình thì lại là một cái chuyện rất là khó. Cho nên chúng ta phải cẩn thận, muốn giáo hóa người là mình phải thấy rõ cái chân thật ở nơi chính mình, thì mình mới có thể chỉ cho người được cái chân thật ở nơi chính họ. Còn chưa có thấy được cái chân thật ở nơi chính mình mà mình chỉ cho người ta cái chân thật ở nơi chính họ, làm sao mình chỉ chứ? Thì ra chỉ rất quốc ở trên này, thì ra mình nói chỉ hao hơi tổn tướng mà thôi, chứ không có tác dụng gì nhiều ở trên. Cho nên chúng ta nhớ những cái chuẩn như thế này để mình nhìn lại chính mình. Liền đó vua Ba Tư Nạc đứng lên thưa với Phật. Bây giờ tới vua Ba Tư Nạc mới thưa với Phật rằng: con lúc trước chưa được chư Phật dạy bảo, con thấy Ca Chiên Viên Tỳ La Chi Tử đều nói cái thân này sau khi chết thì mất hết gọi Niết Bàn. Con tuy gặp Phật mà nay hãy còn nghi ngờ, làm sao hiểu suốt việc này, rõ biết tường tận thân này là bất sanh bất diệt. Nay ở trong đại chúng đây, các bậc hữu lậu đều nguyện xin nghe. Vua Ba Tư Nạc á, mới đứng lên thưa với Phật: con trước chưa được chư Phật chỉ dạy, con thấy Ca Chiên Viên Tỳ La Chi Tử đều nói. Ca Chiên Viên Tỳ La Chi Tử là ngoại đạo, những nhà ngoại đạo, những nhà này nói rằng cái thân này sau khi chết thì mất hết gọi Niết Bàn. Đó là cái thấy của cái hàng ngoại đạo này, cho rằng khi cái thân này mà chết thì mất hết thì gọi đó là Niết Bàn. Như vậy Niết Bàn đồng nghĩa với cái chết, họ chấp như vậy đó. Con tuy gặp Phật mà nay hãy còn nghi ngờ, con tuy gặp Phật mà nay hãy còn nghi ngờ, vì thật ra ông chưa chết cho nên ông chưa biết, cho nên còn nghi ngờ, còn bán nghi bán tính, làm sao hiểu suốt việc này. Như vậy làm sao mà hiểu cho nó rõ về việc này là có thật là như vậy hay không? Rõ biết tường tận thân này là bất sanh bất diệt. Làm sao rõ biết được tường tận thân này là bất sanh bất diệt, tức là không sanh không diệt, không chết không sống. Nay ở trong đại chúng đây, các bậc hữu lậu đều nguyện xin nghe. Nay ở trong đại chúng đây, các bậc hữu lậu, tức là các bậc còn mới học, trình độ thấp, đều nguyện xin nghe. Phật bảo: này đại vương, đối thân ông hiện giờ, nay tôi hỏi ông, thân thật của ông đây là đồng với kim cương, còn chẳng một rã hay bị hư nát. Thì Đức Phật á, mới xoay về đại vương mà hỏi rằng: này đại vương, đối thân ông hiện giờ, tức là chính bản thân của ông đây, nay tôi hỏi ông, cái thân thật của ông đây là đồng với kim cương, còn chẳng một rã hay là bị hư nát. Cái thân của ông đang có đây là đồng với kim cương bất hoại, không bị một rã hay là bị hư nát. Thì nhà vua trả lời rằng: thưa Thế Tôn,
cái thân của con hiện đây cuối cùng bị hư mất. Nhà vua thấy rõ ra rằng cái thân của con hiện nay cuối cùng cũng bị hư mất, vì cái thân của nhà vua cũng là cái thân xác thịt mà, cũng là do tứ đại đất nước gió lửa mà hợp thành mà ra, cho nên cuối cùng nó phải bị hư mất thôi. Phật nói: này đại vương, ông chưa từng mất sao biết nó mất? Ông chưa từng mất sao biết nó mất? Chúng ta chưa từng mất mà chúng ta biết chúng ta sẽ mất không? Biết phải không? Thưa Thế Tôn, cái thân vô thường biến hoại của con đây tuy chưa từng mất mà con thấy hiện giờ niệm niệm úa tàn mãi mãi chẳng dừng, như lửa thành tro dần dần chết mất chẳng dừng, nên biết chắc thân này phải bị mất đi. Ông nhìn cái hiện tượng của cái thân này mà ông biết rằng nó đang hư tàn và tới cuối cùng thì nó sẽ mất đi. Nhà vua này coi như cũng có biết quán sát về cái thân của mình và thấy như vậy cũng là đúng. Phật nói: quý quá đại vương, hôm nay tuổi đã về già, cái dáng mạo có như hồi tươi trẻ chăng? Hôm nay tuy đã về già thì cái dáng mạo của ông có giống như hồi tươi trẻ không? Thưa Thế Tôn, con xưa nay lúc còn non trẻ, da thịt tươi mát mởn mơ, đến lúc trưởng thành thì khí huyết tràn đầy, còn nay luống tuổi dáng mạo hao mòn, hình sắc khô gầy, tinh thần u tối, tóc bạc, mặt nhăn, còn sống chẳng bao lâu thì làm sao sánh được lúc còn sung túc được. Như vậy nhà vua trả lời một cách cũng thật thà, và đúng là như vậy, ai cũng như vậy thôi. Lúc trẻ thì nó khác, mà lúc trưởng thành thì nó khác, rồi lúc già thì nó khác. Nó không giống như trước đây nữa. Phật dạy: này đại vương, hình dung của ông nào phải chống già suy? Hình dung của ông nào phải chống già suy? Nhà vua thưa: kính Đức Thế Tôn, việc biến dạng âm thầm con thiệt chẳng hay, thời tiết xoay vần lần lựa đến nỗi này. Vì sao con lúc 20 tuổi tuy gọi là niên thiếu mà dáng mặt đã già hơn lúc 10 tuổi, năm 30 tuổi lại kém hơn năm 20, cho đến giờ 60 là qua lại qua 62 tuổi, xét lại lúc 50 tuổi hãy còn mạnh mẽ hơn. Như vậy nhà vua nhận xét về cái bản thân của mình rất là chính xác. Hồi trẻ thì nó non, nó tốt hơn tuổi già. Và năm nay ông đã 62 tuổi rồi thì không còn như tuổi 50 nữa. Ai già rồi cũng suy hết, có ai già mà mạnh hơn không? Chuyện đó khó có lắm à. Già rồi nó suy, nó tàn. Cho nên người xưa nói là lão lai tài tận, thấy không? Già rồi thì cái tài năng của mình nó hết sạch rồi. Hồi còn trẻ thì oai hùng bao nhiêu, về già thì cái oai hùng nó chạy nó mất tiêu rồi. Cái bài Sư Tử Về Già các vị nhớ không? Sư tử trong rừng ai cũng sợ, lúc tuổi già ngồi nhớ oai phong, khóc than thân phận già nua. Con ngựa đến đá mình một cái, con bò già hả miệng cắn chơi, con lừa nó hút trời ơi, muốn gầm một cái hết hơi mất rồi. Đó là thân phận của tuổi già.
tuổi già rồi nó suy vậy đó, nó tàn như vậy đó, đồ ngựa, đồ bò, đồ lừa mà có ăn thua gì với con sư tử hồi nó còn đang thời chứ. Nó gầm một tiếng là tất cả quéo đuôi hết. Mà bây giờ tới con lừa cũng lại hút bậy được, con bò cũng tới cụng nó được. Thì như vậy mới thấy rằng tuổi già nó sao, nó tàn tạ hết rồi. Cái người già tôi kinh nghiệm rồi là nó không có được cái gì hết trơn á. Những cái tài năng thuở xưa nó mất hết rồi. Nó chỉ còn lại cái gì? Được cái là có tuổi về nhiều thôi, chứ đâu có được cái gì hết trơn á. Đúng không? Người già chỉ được có nhiều tuổi thôi chứ không có được cái gì hết trơn á. Cái gì nó cũng dở hơn người ta hết trơn á. Ăn cũng dở, uống cũng dở, đi tiêu đi tiểu nó cũng dở, làm việc nó cũng dở, tính toán nó cũng dở, chơi nó cũng dở, cái gì nó cũng dở hết trơn, không có bằng ai hết trơn á. Đó là sự thật ở trong cuộc sống. Chúng ta đừng có biện minh làm gì mất công lắm. Già rồi nó vậy đó. Cho nên già rồi thì nó dở đủ thứ hết. Cho nên mình cũng không có cần phải sống dai làm gì. Sống dai nó còn tệ hơn nữa. Sống dai nó còn phiền phức hơn nữa. Nếu mà mình có cái bệnh nhiều thì nên chết sớm đi cho rồi, cho nó khỏe. Chứ còn ở đó mà để chịu bệnh, chịu đựng cái bệnh cho tới chết á, nó nằm chỗ hoài mà không chết á, thì thê thảm lắm. Phải không? Nên không có được cái gì hết trơn á. Tu cũng không có được. Nếu mà còn trẻ mình không chịu tu, không biết tu á, thì tới già rồi đừng có mong mà tu. Tới già chỉ còn là chờ chết mà thôi. Cho nên đó là cái sự thật. Và nhà vua ở đây rất là thiệt tình, thật thà mà ông thưa chuyện với Phật. Thưa Thế Tôn, con thấy nó âm thầm chết mòn như thế trong khoảng thời gian đổi dời 10 năm, nên con suy xét kỹ hơn thì sự thay đổi đâu chỉ ở trong một kỷ hai kỷ, mà thực ra nó thay đổi từng năm một. Há phải chỉ thay đổi theo từng năm một thôi, mà lại thay đổi trong từng tháng thôi. Nó lại thay đổi trong từng ngày một. Suy xét cho đến cùng thì từng sát na, từng sát na, từng suy niệm, nó chẳng được yên. Thế nên biết thân con rốt cùng rồi bị biến diệt. Chúng ta thấy nhà vua này có nhận định về cái thân xác, đúng không? Rất là chính xác. Ông nói không dư, không thừa chỗ nào hết trơn. Ít có người chịu nhận định như nhà vua lắm. Mình già thấy mồ rồi mà cứ tưởng là mình chưa già, tưởng là mình còn trẻ, mà không chịu thấy rõ sự thật về chính mình. Còn nhà vua này thấy rõ sự thật về chính mình. Chẳng những thấy già từng năm mà thấy già từng tháng. Chẳng những thấy già từng tháng mà thấy già từng ngày. Chẳng những thấy già từng ngày mà thấy già từng phút, từng giây. Già nó từng cái sát na, từng cái suy niệm, cái sự chuyển biến trong cơ thể của mình như vậy đó. Nó giống như sự chuyển biến của cái đồng hồ vậy đó. Đồng hồ nó chuyển biến từng gì? Từng giây, từng sao một, chứ không phải từng giờ. Nó chuyển biến từng sao, từng giây, là một cái khoảnh khắc rất là cực ngắn, giống như cái đồng hồ vậy thôi. Thì cơ thể của chúng ta cũng chuyển biến như vậy đó. Cho nên mình phải thấy rõ về sự chuyển biến của cơ thể của mình. Phật bảo: này đại vương, ông đã thấy sự thay đổi biến hóa chẳng dừng, mà ngộ biết ông bị diệt. Ở trong cái lúc bị diệt, ông có biết được trong thân ông có cái chẳng bị diệt chăng? Ông thấy cái thân của ông rồi sẽ bị diệt, và nó bị diệt lần diệt hồi như vậy đó, cho tới cuối cùng thì nó diệt một cách sạch sẽ là chết. Nhưng mà trong khi ông thấy
cái thân mình nó đi tới cái chỗ hoại diệt như vậy đó, ông còn có thấy cái ở trong thân nào mà nó không có bị hoại diệt không? Bây giờ chúng ta tạm nghĩ trong giây lát. Bị diệt, ông có biết được trong thân ông có cái chẳng bị diệt chăng? Nên là trong thân ông đang hồi hoại diệt, nhưng mà ông có biết rằng trong thân ông có cái chẳng bị diệt chăng? Vua Ba Tư Nạc chắp tay thưa với Phật: Phật con chẳng biết. Ông vua Ba Tư Nạc ông khảo sát về con người của ông rất là tinh vi. Cái thở đó mà ông biết được là con người của ông bị hủy diệt ở trong từng sát na, từng cái suy niệm cũng hết sức là tinh tế rồi, nhưng mà ông không biết được ở trong người ông có cái chẳng diệt. Phật dạy: giờ tôi chỉ cho ông cái tính chẳng sinh diệt. Đại Dương, ông lúc mấy tuổi thấy được nước sông Hằng? Về cái điều này của chúng ta cũng có cái năng lực không có diệt, nhưng mà chúng ta không biết, coi như không ai biết hết. Vì thầy cho nên chúng ta cứ nói rằng hãy chết là mất, chết là hết, vì không thấy có cái năng lực mà chẳng diệt đó. Cho nên mỗi lần có cái chuyện gì sợ hãi thì chúng ta giật mình, chúng ta thốt lên ý chết, coi như chết là tiêu là mất. Cho nên mình sợ lắm, cho nên có chuyện gì một chút mình cũng ý chết, mình sợ hãi, là do gì mình không thấy được cái chẳng sinh diệt của mình. Cũng như nhà vua vậy, nhà vua biết rằng mình sẽ chết, nhưng mà không biết mình có cái không diệt. Bây giờ Đức Phật mới hỏi: giờ tôi hỏi ông, chỉ cho ông cái tính chẳng sinh diệt. Ông có cái tính chẳng sinh diệt mà ông chẳng thấy, chẳng biết. Bây giờ tôi chỉ cho ông cái tính chẳng sinh diệt. Đại Dương, ông lúc mấy tuổi thấy được nước sông Hằng? Cái sông Hằng là cái sông có tên là Ganga, là cái sông lớn ở bên Ấn Độ. Nó phát nguyên từ trên núi Himalaya Sơn, nó đổ xuống thành phố Ấn Độ. Và cái sông đó cũng cỡ cái sông Hậu Giang của chúng ta đây, sông Tiền của chúng ta vậy. Và nó chảy ra biển giống như cái sông của mình ở đây vậy, nó cũng lớn vậy đó. Nhưng mà bây giờ thì nó cạn rồi. Và ngày xưa đó, cái sông này được gọi là cái sông Linh, sông Thiên. Sông Thiên là gần đây á, tức là hồi cái thời mà Anh nó đô hộ ở Ấn Độ thì nước sông nó còn linh thiêng lắm, còn tốt lắm. Nước sông đó nó không có bị ô nhiễm, cho nên người ta coi cái nước sông đó là nước sông thần, nước sông thánh, nước sông thiêng. Mặc dầu á, người ta thiêu con người rồi, con người còn tro còn những cái dư thừa đó thì họ hất xuống sông hết, họ so thiêu ở ngay bờ sông. Cho nên thiêu xong rồi cái tất cả những thứ đó họ đùa xuống sông hết, thì phải nói là cái sông nó bị ô nhiễm. Nhưng mà lúc bấy giờ thì cái sông nó vẫn không ô nhiễm, người ta múc nước ta uống, người ta xuống sông ta tắm để rửa tội. Cho nên nước sông đó gọi là cái sông Linh, sông Thiên. Nhưng mà bây giờ cái điều linh thiêng đó không còn nữa, là do họ làm thủy lợi, họ đắp đập, họ ngăn, thành ra nó ứ động lại, nó không còn chảy rong ngọn nữa, chảy xiết nữa. Cho nên nó có bị trùng, bị lăng quăng, bị những con trùng nó sinh ra làm cho cái dòng nước đó bây giờ hết linh rồi, nó bị ô nhiễm rồi, là do công tác thủy lợi nó làm hư cái nước dòng sông. Cho nên đó là cái điều rất là đáng tiếc.
Cho nên khi cái dòng sông mà nó chảy xong á thì nó ô nó sạch, còn cái dòng sông mà nó chảy lững lờ nó không thông á thì nó dễ bị ô nhiễm lắm, muỗi nó đẻ được, còn nó chảy xiết á thì muỗi không đẻ được, nó trôi hết, tự nó khử trùng luôn. Nhất là cái mặt sông nó rộng như sông Cái á thì có ánh sáng mặt trời nó chiếu xuống, cho nên nó cho nhiều cái năng lượng và nó khử trùng. Cho nên nước sông Cái là tốt nhất, tốt hơn nước giếng nhiều. Nếu mà cái sông Cái đó nó không có bị gì ô nhiễm thì nó rất là tốt, vì cái lượng năng lượng của nó dồi dào, nó khử trùng một cách mạnh. Cho nên dòng sông Cái thì nước rất tốt. Ngày xưa ở miền Nam của mình á, cái việc mà sống theo sông nước á, gạo chợ nước sông á, họ sống vất vả như vậy nhưng mà cũng đâu có bệnh hoạn gì đáng kể đâu. Khát nước thì múc nước sông lên uống, lấy tay dốc nước dưới sông rồi uống thôi. Nhưng mà họ rất là bình yên, không có chuyện gì hết. Đó là do nơi cái nước sông Cái nó tốt như vậy đó. Và cái nước sông Hàn này nó cũng tốt như vậy đó, ở ngày xưa nhưng mà giờ lại khác rồi. Cho nên đó là cái điều mà đáng tiếc. Và nước sông Hàn nó cũng lớn như là nước sông Tiền Giang của chúng ta vậy nè. Thì câu hỏi này chúng ta có thể đặt lại cho mình là những người ở Vĩnh Long này đó, thấy cái dòng sông Tiền á hồi mấy tuổi? Mấy tuổi mình đã thấy được cái dòng sông này rồi? Nhớ lại coi. Thì khi Đức Phật hỏi nhà vua mấy tuổi đã thấy được dòng sông Hàn, nước sông Hàn, vua đáp: con sinh được 3 tuổi, được mẹ dẫn con đến làm lễ kỳ bà thiên, có đi qua dòng nước này, bây giờ mới biết được nước sông Hàn đây. Như vậy là ngài thấy nước sông Hàn hồi 3 tuổi, còn mình thấy nước cái sông Tiền Giang này hồi mấy tuổi? Thì mỗi người tự biết lấy cái chuyện đó. Phật dạy: này đại vương, theo lời ông nói thì thở đôi mươi kém hơn lúc năm lên 10. Hồi đôi mươi thì nó già hơn lúc hồi 10 tuổi, cho đến lúc 60 thì ngày giờ tháng năm niệm niệm dời đổi quá nhiều. Ông đã thấy sông này lúc 3 tuổi, vậy đến lúc 13 tuổi thì ông đã thấy nước sông Hàn này thế nào? Vua đáp: con thấy nước sông ấy cũng như lúc mới lên 3, cũng thế không khác. Cho đến năm này con 62 tuổi, con cũng thấy không khác. Như vậy hồi 3 tuổi ông thấy nước sông Hàn không khác, rồi 13 tuổi ông thấy một lần nữa cũng không khác, rồi tới 62 tuổi cái thấy về nước sông Hàn nó cũng không khác. Thì có phải các vị cũng thấy nước sông Tiền này vậy không? Hồi trước các vị thấy như vậy, bây giờ các vị thấy như vậy. Rồi nếu tương lai chúng ta còn sống thì chúng ta cũng thấy như vậy thôi, không khác, phải không? Nó có thể khác là như thế này: hồi còn trẻ thì mình con mắt mình sáng thì mình thấy nó rõ hơn, còn già rồi con mắt mình nó trở nên mờ, cho nên mình thấy nó có vẻ lu hơn. Thì nó có thể khác cái điều đó, nhưng mà cái thấy về dòng sông vẫn không khác, đúng không? Cái thấy về dòng sông thì vẫn không khác. Hồi đó thì hai bờ sông nó là bằng không à, nhưng mà bây giờ thì hai bờ sông nó là nhà không, thì nó có khác. Nó có khác về nhìn cảnh, nhưng mà cái thấy về cái dòng sông vẫn không khác.
Vua đáp: con thấy nước sông ấy cũng như lúc mới lên ba, cũng thế không khác. Cho đến năm nay con 62 tuổi, con cũng thấy không khác. Phật dạy: giờ đây ông nghĩ mình tóc bạc, mắt nhăn, cái mặt này hắc nhăn hơn lúc trẻ. Hiện giờ ông thấy sông Hằng đây cũng cái thấy thở trẻ. Cái thấy này có già có trẻ chăng? Như vậy cái thấy của mình hồi trước với cái thấy bây giờ, cái tuổi mình có già nhưng mà cái thấy của mình có già có trẻ không? Nhà vua đáp: thưa Thế Tôn, không vậy. Cái thấy của con nó không có già không có trẻ gì hết. Tuổi thì có già, tuổi thì có trẻ, nhưng mà cái thấy nó không già không trẻ. Phật dạy: này đại vương, mặt ông tuy nhăn mà cái thấy rồng rặc chưa từng nhăn nheo. Nhăn là đổi dời, chẳng nhăn là chẳng đổi dời. Đổi dời thì bị diệt. Cái thấy kia chẳng đổi dời, chẳng dời đổi, vốn không sinh diệt, thì sao trong đó nhận lấy cái sinh tử của ông mà lại đem những lý lẽ của Mạc và Lê nói rằng cái thân này sau khi chết là hết? Đức Phật dạy gì các vị hiểu không? Cái mặt ông tuy nhăn mà cái thấy rồng rặc. Cái thấy rồng rặc là cái thấy tinh rồng, là cái thấy mà không có niệm đó, tức là cái thấy rồng rặc, cái thấy không có niệm, cái thấy không có phân biệt. Cái thấy đó là cái thấy rồng rặc, thì cái thấy đó nó chưa từng nhăn nheo, đúng không? Mặt mày thì có nhăn nheo mà cái thấy đó chưa từng nhăn nheo. Nhăn là đổi dời, còn chẳng nhăn là chẳng đổi dời. Đổi dời thì bị diệt. Cái thấy kia chẳng dời đổi, vốn không sinh diệt. Còn cái thấy kia thì không có dời đổi, nó vốn là không sinh diệt, thì sao ở trong đó lại nhận lấy cái sinh tử của ông mà lại đem những cái lý lẽ của kẻ Mạc và Lê nói rằng cái thân này sau khi chết là hết? Như vậy cái thấy của mình nó không có nhăn nheo, nó không có sinh diệt, cho nên cái thấy của mình nó có bị chết không? Không, cái thấy của mình nó không có già, không có bệnh, không có chết. Chết là cái việc của cái thân của mình, cái thân xác của mình có già có bệnh có chết. Còn cái thấy đó nó không già không bệnh không chết. Vậy mà sao ông cho rằng sau khi chết là hết? Như vậy mình còn có cái không chết mà, thì chết làm sao mà hết được? Chết là chết cái thân xác, còn cái thấy của mình nó là cái thấy rồng rạc đó, cái đó nó không chết. Nó không chết thì nó phải còn chứ. Cho nên dầu cho cái thân xác có chết đi chăng nữa thì vẫn không mất, vẫn không hết. Thì làm sao gọi đó là niết bàn được? Chết là hết. Mà rất nhiều người hiểu như vậy đó, nói là chết là hết, cho nên sống đây mặc tình tha hồ, muốn làm thiện thì làm, muốn làm ác thì làm, muốn làm kiểu gì thì làm kiểu đó, không có sợ gì hết. Chết là hết rồi mà còn sợ cái gì nữa? Cho nên tha hồ làm ác, tha hồ làm hung, tha hồ làm tội lỗi đủ thứ. Đó là cái nguy hiểm của cái người không thấy rằng mình có một cái năng lực không chết. Chết chưa phải là hết. Nếu chết là hết thì trên cõi đời này không có ma. Ma là do nơi con người chết mà chưa hết, cho nên mới còn mà thành ma. Nước nào cũng có ma hết trơn á, chứ không phải nước Việt Nam mình có ma thôi. Cái ma khắp thế giới mà.
Thì ma nó là sự thật đó. Nó có một chúng sinh ở cái dạng ma, cho nên ma là sự thật chứ không phải là cái ảo tưởng. Dù rằng mình không thấy, không rờ nó được, nhưng mà ma là sự thật. Vì bây giờ ở các nước tiên tiến trên thế giới họ cũng có ma nữa. Ở đâu có người thì ở đó có ma thôi. Ở trong kinh nhà Phật nói rằng phàm thánh đồng cư địa. Người phàm, người thánh gì cũng chung ở một chỗ ở trên á. Thành ra ở trong cái cõi của mình á, người sống, người chết, thần, thánh gì cũng sống chung ở trên một cõi. Cho nên cái cõi này nó có ma, có thần, có thánh, có đủ ở trên á. À, mình gọi là cái người khuất mặt. Khuất mặt, khuất mày, mình không gọi đó là ma mà nói gọi người khuất mặt. Thì cái người khuất mặt đó đâu mà có? Là do từ con người của mình sống rồi chết, hay là con vật sống rồi chết, thì nó có thể thành ma. Ma đó có dạng con người, hay ma có dạng con vật, con chó, con mèo, chết mà nó thành, thì nó ở loài nào thì nó chết thành ra cái loài đó. Thông thường là như vậy. Loài người thì chết thành ma người, mà loài vật thì chết thành ma con vật. À, như vậy có ma tức là còn có cái đời sống, do cái đời sống chết rồi nó còn, nó không mất, cho nên nó mới thành ma. Như vậy cái chuyện á, ma không phải là một cái chuyện bịa đặt, không phải là cái chuyện nó dốc nó láo, mà cái chuyện ma nó có ở Việt Nam mình lâu đời dữ lắm rồi, chứ không phải nó mới có đây đâu. Và cho rằng những cái người họ không tin có ma, nhưng mà rồi họ cũng phải tin thôi. Cái vô hình không phải là không có. Giống như chúng ta nhìn trong không gian, chúng ta thấy nó vô hình, thấy coi như không có gì hết. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn bằng một con mắt đặc biệt, bằng kính hiển vi, thì chúng ta thấy trong không gian này có không? Có cái gì trống không? Có đủ thứ ở trên á, có vi trùng, có những con vật li ti nhỏ nhất là vi trùng. Và nếu mà chúng ta có con mắt phát sóng đặc biệt nữa thì mình có thể thấy ma được, có thể thấy thần thánh được. Thần thánh ma quỷ gì cũng ở chung ở trong không gian này hết. Nhưng mà vì mình khác nghiệp cho nên mình không thấy đó thôi. Ngay bây giờ ở trong cái lớp này cũng có những người khuất mày khuất mặt họ dự nghe nữa, nhưng mà vì mình không đồng nghiệp với họ cho nên mình không thấy đó thôi. Có khi họ ngồi sát bên mình mà mình không biết. Cho nên á, ở trong chùa của mình á, mà nếu chỉ có thờ bằng vong thôi á, thì mình nghe cái chùa nó lạnh lẽo dữ lắm, vô chùa phát rùng mình, gọi là âm khí nặng nề. Tại sao? Tại vì có những cái vong hồn người ta dựa vào cái chỗ thờ cúng của mình mà ta ở. Rồi nếu mình có tiếng kinh tiếng mõ, mình có giảng kinh thuyết pháp, thì những vong hồn đó họ sẽ dự nghe. Và họ dự nghe được thì họ sẽ có siêu thoát. Cho nên nó bớt đi cái sự âm u, nó bớt đi cái sự mà lạnh lẽo, âm khí nó bớt nặng nề. Còn nếu mà chùa mình mà vắng que, không có tụng niệm, không có giảng kinh thuyết pháp gì hết, thì cái không khí chùa mình á, nó lạnh lẽo lắm, âm khí nó nặng nề. Âm khí đó là tại vì sức sống của ma, của quỷ thần, cho nên nó làm cho cái không khí nó trở nên lạnh lẽo, nặng nề. Rồi, sở dĩ mà có ma, có quỷ đó là do gì? Người ta chết mà nó không hết, không mất.
cho nên nó mới thành ma thành quỷ. Đó là cái kinh nghiệm của chúng ta để chúng ta biết như vậy. Và theo đây á, với lý luận á, thì chúng ta thấy rõ rằng con người của mình có cái sự sinh diệt, nhưng mà cũng có cái chẳng sinh chẳng diệt. Với cái lý luận này của Phật, chúng ta tin được không? Được, rõ ràng là chúng ta có cái năng lực đó mà, phải không? Có cái sự hay biết đó, nó không mất. Cái sự hay biết đó, nó không có tuổi. Cái tuổi là thân xác, chứ còn cái hay biết nó không có tuổi. Cho nên nó mãi mãi trường tồn, mãi mãi là bất sinh bất diệt. Chúng ta có cái năng lực đó, cho nên nhờ có cái năng lực bất sinh bất diệt đó mà từ trước cho tới bây giờ chúng ta đã đầu thai không bao nhiêu, không biết bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp rồi, chứ không phải mới đầu thai một kiếp này đâu. Trước kia chúng ta ở đâu chứ chúng ta không phải ở Việt Nam. Chúng ta có thể ở Nhật, hay chúng ta có thể ở Tàu, hay là chúng ta có thể ở Tây Tạng, ở một nước nào đó. Rồi bây giờ chúng ta mới trở thành người Việt Nam. Cái điều đó các vị tu đi thì các vị sẽ thấy rằng đó là sự thật, chứ không phải chúng ta ở đây thôi đâu. Và như bây giờ chúng ta đang ở chùa Giác Thiên này, nhưng có phải là chúng ta sinh ra tại chùa Giác Thiên không? Không. Mỗi người ở mỗi nơi. Hôm nay mùa an cư kiết hạ chúng ta mới tụ về đây, thì trước khi tụ về đây là chúng ta đã ở một cái chỗ khác, chứ không phải là chúng ta đã ở đây. Cho nên trước khi có mặt mình ở đây thì mình đã có nơi khác rồi. Rồi tới chừng mãn hạ các vị giải tán hết rồi thì các vị không còn ở Giác Thiên nữa, thì các vị sẽ về cái trú xứ riêng của mình, thì sẽ có chỗ ở mới nữa. Như vậy không có mặt của các vị ở đây có phải là hết không? Nó chỉ hết ở đây thôi, chứ không phải mất các vị, phải không? À, không có mặt ở Giác Thiên thì các vị có mặt ơi ở chùa của các vị, ở thất của các vị. Cho nên không phải là chết là hết, không phải là sau khi chúng ta đi khỏi đây rồi mất hết, không còn gì nữa. Thì chúng ta bằng cái lý luận để mà chúng ta hiểu. Cho nên cái việc mà đến cõi đời này cũng không phải là chúng ta mới đến lần thứ nhất đâu, mà chúng ta đã tới cái cõi đời này không biết bao nhiêu lần rồi, và đây là thêm một lần nữa thôi. Rồi sau khi chúng ta chết ở đây rồi thì chúng ta sẽ đi tới cái chỗ khác, chứ không phải là chết rồi là hết, chết rồi là mất. À, chúng ta dùng cái lý luận để mà hiểu, để rồi chúng ta cố gắng tu đi thì chúng ta sẽ thấy rõ cái đời trước của mình và cái đời sau của mình. Mình sẽ biết đời trước của mình là mình đã tu ở đâu, rồi đời sau của mình sẽ đi tới đâu. Mình sẽ biết được cái điều đó. Và nếu bây giờ ai mà không tin á, về cái điều này á, thì tôi có lời rằng làm ơn chết giùm đi cái thì biết. Cái gì chịu không? Đã chết thì biết thôi, là còn hay là không còn. Cái đó là rõ ràng nhất. Ai cũng có cái thân hết trơn á, rồi ai cũng phải tới hồi chết hết trơn á, thì tới chừng chết rồi sẽ biết rằng mình còn hay rồi mình mất. Nếu mình không chịu theo cái lý luận để mà hiểu, theo những cái sự thật ở nơi mình mà biết á, thì tới chết rồi mình cũng sẽ biết thôi. Còn ai mà cố cưỡng cố cãi đó thì bây giờ hãy chết đi thì biết liền à, khỏi cãi nữa. Cái lý nó rất là rõ ràng như vậy đó, nhưng mà vẫn có người chưa có chịu hiểu, chưa có chịu biết. Nên trong con người của mình rõ ràng có cái năng lực không bao giờ chết. Không phải cái biết thấy mà thôi, mà cái biết nghe, cái biết ngửi, cái biết nếm, cái biết xúc chạm của mình cũng vậy đó.
nó không có mất. Cái nguồn hay biết của mình á không có mất. Và tôi nói một cái điều từ trong cái thâm tâm của tôi rằng chúng ta chết không có hết, không có mất. Chúng ta mãi mãi còn cái năng lực sống của chính mình để mình thành ra một kiếp khác tùy theo cái nghiệp của mình. Đó là sự thật. Các vị nên tin ở Phật, ở Tổ nói. Cái chuyện đó là sự thật đó. Và cái điều này nó đã xảy ra ở bên chùa Long Khánh. Ở bên chùa Long Khánh có một câu chuyện này. Là một hôm á, ni sư bệnh rồi phải đi bệnh viện, đi vào ban đêm. Thì khi mà xe ra ra thì lại thấy có một cái bịch gì nó cản đầu xe. Thì ni sư cho đệ tử xuống lượm coi cái gì. Thì lượm vạch ra thấy đó là một túi con mèo, trong đó có 4 con. Rồi ni sư kêu đem vào trong đi, bây giờ lo đi trị bệnh cái đã. Rồi ni sư đi trị bệnh rồi, sau đến ni sư về. Thì một hôm á, mới có 2 mẹ con đi chùa. Đứa bé gái chừng 7 tuổi, nó đi với mẹ nó. Thì vô chùa lại, thì nó bị nhập, bị cái dông nào đó nhập, và nói cái tiếng của người lớn. Nói rằng, người ấy đi tới đây để tìm em, tìm cậu em. Rồi ni sư mới hỏi, chứ cậu em là ai? Thì mới nói tên, nói họ cậu em đó ra, và cho biết rằng cậu em đó là cái người Tàu mà vô Quy Nhơn để lập nghiệp và làm ăn ở tại Quy Nhơn cũng khá giả lắm. Nhưng mà sống thì tạo nhiều cái tội lỗi, cho nên chết rồi bị đọa làm cái loài mèo. Và hôm nay bà là chị của ông đến để mà tìm em. Em tự đó, tên đó, nhưng mà bây giờ đã quá kiếp thành mèo rồi, là do vì cái tội lỗi trước kia của ông. Thì ni sư nói rằng ni sư có một con mèo đang nuôi. Thì bà đã nói rằng cho tôi gặp con mèo đó đi, nó là em của tôi đó. Thì bà tới gặp con mèo, ni sư đem con mèo đó ra, và bà đó mới thay đổi cái tiếng nói, không còn nói tiếng Việt nữa mà nói tiếng Tàu, nói tiếng Tàu với con mèo. Và con mèo nó nằm yên, nó nghe. Và trong hàng đệ tử của ni sư á, cũng có người biết tiếng Tàu và biết bà nói chuyện với con mèo. Và bà nói tiếng Tàu cũng rất là đúng. Rồi coi như bà nói rằng bà đã đi tìm em bà nhiều năm lắm rồi mà cho tới bây giờ mới gặp được. Và ni sư mới hỏi, chứ bà chết lâu rồi mà bà không có đi đầu thai sao, mà bà tới đây bà thăm được? Thì bà nói rằng tôi chết nhưng mà tôi không có thành người, tôi thành thần rồi, cho nên tôi có thể đi được. Rồi bà mới nói về cái địa chỉ của cái ông em ở ngoài Quy Nhơn cho ni sư biết. Thế rồi sau đó một thời gian thì có người nhà của ông đi tìm ông ở tại chùa Long Khánh, là con của ông.
Nếu người con nó vô tìm ông và gọi con mèo là cha, rồi cho tiền ông, cho ông 2 triệu, rồi cúng dường cho chùa cũng mấy triệu nữa, rồi sau đó cứ mỗi tháng thì lại gửi tiền để mà cho ông và cúng tiền chùa. Rồi sau cái điện thoại của ni sư bị hư, cho nên ở ngoài không còn biết số để mà liên lạc để gửi tiền vô nữa, cho nên trong năm nay không có gửi tiền. Và cái chuyện đó xảy ra tới năm nay là 6 năm rồi. Ông á, khi mà còn sống á, thì giàu có, rồi mới là phá hại đời con gái của người ta. Cuối cùng rồi ở với một người có con, rồi làm cho cả mẹ con đều chết. Cho nên ông thấy rằng mình rất là tội lỗi, cho nên rồi ông mới phát tâm cúng dường cho chùa tấn gạo hay gì đó. Thì do cái công đức mà ông cúng dường như vậy đó, cho nên ông mới được sanh ra con mèo mà ở chùa. Nó cũng chuộc lại chút đỉnh cái tội lỗi của ông. Và con của ông, cháu của ông, bây giờ nó cũng thỉnh thoảng nó có liên hệ tới chùa Long Khánh. Thì để thấy rằng người ta chết đâu phải là hết, nó có nhân quả, nó có luân hồi như vậy đó. Cái chuyện đó, con mèo của ni sư Long Khánh đó còn sống ở bên chùa. Chúng ta thấy chưa, đó là cái chuyện mà sự thật xảy ra ở chùa Long Khánh. Cho nên những con mèo ở chùa của mình á, cũng có khi nó có những cái trường hợp như vậy. Một hôm tôi thấy con mèo vàng nó nhảy trên cái máy tôn chỗ đường đi ra nhà tắm, nhà vệ sinh á, thì tôi nhìn kỹ tôi thấy đó là một cái cô gái, một người phụ nữ mặc áo vàng giống như mèo, con cái màu của con mèo vậy đó. Như vậy đó là một người phụ nữ nào đó đã chết và sanh là con mèo đó. Cho nên những con vật mà nó ở chung với mình á, nó cũng có một chút cái phước duyên nào đó với chùa, cho nên nó sanh ra là con mèo ở chùa. Và một cái chuyện nữa, khi mà tôi lên thiền viện Trúc Lâm ở Đà Lạt, tôi ngủ vào cái thất ở kế bên cái thất của Hòa Thượng. Hòa Thượng có nuôi một con chó vàng, mập mạp tốt lắm. Và tôi thấy rằng con chó đó là một vị Hòa Thượng. Không biết cái vị Hòa Thượng đó ngày trước tu làm sao mà kiếp này phải làm thành con chó ở chùa. Được Hòa Thượng cưng lắm. Như vậy để thấy rằng con người chết không phải là hết đâu nha. Nó có một cái nguồn năng lực không bao giờ chết, nhưng mà nó cộng thêm cái nghiệp khi mình tạo, nó sẽ thành ra một cái giống loại nào đó tương ưng với cái nghiệp chính nó. Và biết một những về chuyện như vậy đó, để chúng ta thấy rằng ở chùa tuy nó đơn giản như vậy đó, nhưng mà chúng ta phải rất là cẩn thận. Nếu mà chúng ta tu tốt thì chúng ta được quá kiếp sanh lên một cõi khác tốt hơn. Còn nếu mà chúng ta tu lôi thôi, chúng ta tệ, thì coi chừng chúng ta trở lại thành một con vật nào đó ở bên cạnh chùa, ở trong chùa.
Cho nên chúng ta phải cẩn thận về cái dĩ ăn ở của mình, về cách sống của mình ở trong đời sống. Nó không phải là chết là hết đâu, nó còn, và nó cộng với cái nghiệp của mình để trở thành một giống loại nào đó tương ưng. Và nói lên cái điều này để cho chúng ta thấy rằng chúng ta thật sự là có một cái nguồn năng lực không bao giờ chết. Cho nên chúng ta mới sanh ra nhiều đời nhiều kiếp như vậy đó. Chúng ta tính coi từ hồi nào đến giờ biết bao nhiêu đời, biết bao nhiêu kiếp rồi. Và riêng tôi á, thì tôi thấy rằng tôi đã tu hơn 3 kiếp rồi, chứ không phải mới tu một kiếp này thôi. Đó là cái điều mà chúng ta tu rồi chúng ta sẽ biết thôi. Và như vậy mình lại càng tin tưởng hơn là cái năng lực không bao giờ diệt ở nơi chính mình. Cho nên mình phải càng cố gắng mình tu hơn. Mình phải làm sao ngộ cho được cái chẳng sanh chẳng diệt đó, để mà mình từ nơi cái chẳng sanh chẳng diệt đó mà mình tu, để mình giữ vững cái giá trị của chúng ta ở trên cái đời sống. Và chúng ta chỉ đi lên chứ không có đi xuống, tốt hơn chứ không có tệ hơn. Cho nên mỗi người phải nỗ lực để mà tu. Buổi học tới đây là mãn.